Hồ Quý Ly, một nhân vật lịch sử nổi tiếng dưới triều đại nhà Hồ ở nước ta vào thế kỷ 14. Tuy nhiên, bản thân Hồ Quý Ly, theo nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, ông thuộc loại không dễ đánh giá, cũng giống như là Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt. Có một số ý kiến như, không phải vì Hồ Quý Ly thua trận là do việc cướp ngồi vua, hoặc nhiều cải cách không hợp lòng dân, mà vì nhà Trần thời gian này suy yếu nghiêm trọng, bị lung lay tận gốc, đất nước thì luôn trong tình trạng loạn lạc. Nhà Minh lúc ấy là một thế lực lớn, trong khi nhà Trần lúc đó lại đang bị Chiêm Thành đánh phá. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều, ông đã lật đổ triều Trần lên ngôi vua, củng cố lại nước nhà. Khi ông lên ngôi, ông cũng đã chống nhà Minh đến giây phút cuối cùng. Nhiều người cho rằng, ông ấy là người Việt yêu nước thật sự. Tuy nhiên, theo một số đông khác, khi đánh giá về thất bại của nhà Hồ, nhiều người đều thống nhất nguyên nhân là cướp ngôi nhà Trần và không thuận lòng dân. Họ nghĩ rằng nhà Hồ tiến hành cải cách với mục đích bảo vệ vương triều, phục vụ quân sự và chiến tranh là chính, chứ không quan tâm đến đời sống và tinh thần cho người dân. Nhân dân không được hưởng lợi mà còn phải hứng chịu mặt tiêu cực của cuộc cải cách và vô cùng chán ghét khi cuộc sống đời thường bị xáo trộn, khiến cho dân chúng càng thêm lầm than, oán ghét nhà Hồ. Tuy với tham vọng lớn và tư tưởng cải cách mới mẻ, Hồ Quý Ly đã xây dựng được một quân đội trang bị mạnh, nhưng kết cục lại là sụp đổ nhanh chóng. Dĩ nhiên, với hai nguồn ý kiến, có lẽ các bạn cũng đang phân vân rằng Hồ Quý Ly có công hay có tội. Với video này, chúng ta sẽ phân tích thấu đáo hơn. Và mình cũng mong chờ những ý kiến phản hồi của các bạn. Những nhận định theo hướng khác về ông, các bạn vui lòng comment bên dưới, xem rằng Hồ Quý Ly có tội hay là anh hùng các bạn nhé. Hồ Quý Ly sinh năm 1336 và qua đời năm 1407. Trước đó có tên là Lê Quý Ly, tự là Lý Nguyên. Vào đầu thế kỷ thứ 10, ông tổ của Hồ Quý Ly là người tỉnh Chiết Giang, Trung Hoa ngày nay. Ông tổ này sang Việt Nam làm thái thú ở Diễn Châu, nay là Nghệ An. Họ Hồ bám rễ, sinh sôi ở Diễn Châu, đến đời cháu thứ 12 của Hưng Dật là Hồ Liêm đã cho dời ra Thanh Hóa. Và Hồ Liêm được nhận làm con nuôi của Lê Huấn, nên họ Hồ cải họ thành họ Lê, mà Quý Ly là cháu bốn đời của ông. Như vậy, Hồ Quý Ly cũng là anh em bên ngoại vua Trần Nghệ Tông, vì hai bà cô ruột cùng lấy vua Trần Minh Tông. Một bà sinh ra Trần Duệ Tông và một bà sinh ra Trần Hiển Tông. Chính vì mối quan hệ này, Hồ Quý Ly đã được lòng vua Trần Nghệ Tông tin dùng và che chở. Quay về thời niên thiếu Hồ Quý Ly. Thở nhỏ, Hồ Quý Ly đã nổi tiếng thông minh và sớm đã tiếp cận được văn chương. Sau khi đã đổ thi hương và khoa hoành, ông gia nhập luôn vào chốn quan trường triều Trần. Năm 1371, vua Trần Dụ Tông phong cho Hồ Quý Ly làm trưởng cục chi hậu và gả em gái là công chúa Huy Ninh cho ông. Về sau, vua Trần Nghệ Tông đưa ông lên làm khu mật đại sứ. Năm 1372, ông được phong làm tham mưu quân sự. Đến năm 1380, Hồ Quý Ly làm thống lĩnh quân Đại Việt, chống lại các đợt tấn công của Chiêm Thành. Đến năm 1387, ông được phong làm tể tướng. Ông là người có nhiều năng lực về chính trị, kinh tế và cả văn hóa. Vua Trần Thuận Tông là con rể ông, nhưng cũng đã hoàn toàn bị ông thao túng. Từ năm 1396 đến năm 1398, ngày phía Bắc giặc Minh cho quân đánh chiếm, xâm lược bờ cõi. Còn phía Nam, quân Chiêm Thành cũng có âm mưu thôn tính nước ta. Lúc này, Hồ Quý Ly đã đứng ra dùng sách lược mềm mỏng, ngoại giao để khoảng binh quân giặc từ hai phía. Còn trong triều ông đứng lên dẹp loạn những cuộc nổi dậy của các loạn thần. Ông cũng đã tham mưu cho vua Tô nhà Trần rời đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa để đảm bảo an toàn lâu dài. Khi vào Thanh Hóa, Hồ Quý Ly đã cho xây dựng cung điện Bảo Thanh trên một diện tích lớn. Phía trước là khoảng không gian bao la. Một bên có sự che chắn của các dãy núi nằm cạnh con sông, một bên dựa mình vào núi cao. Công trình được đầu tư xây dựng công phu giống như một thành Thăng Long thu nhỏ. Những năm tháng này, cung Bảo Thanh đã trở thành hành dinh chống giặc và là nơi đàm luận việc quân cờ của vua Tô nhà Trần. Sau khi chiến tranh với Chiêm Thành lắng xuống, các tông thất nhà Trần nhiều người thấy uy quyền trong triều của Hồ Quý Ly là quá lớn, sợ ông lật đổ ngôi nhà Trần, đã có hai lần chính biến nhằm lật đổ sự thống trị của Hồ Quý Ly. Nhưng Hồ Quý Ly được sự tin tưởng tuyệt đối của Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, vua ra sức ủng hộ và che chở cho ông. Do đó, những người mưu hại ông đều bị Thượng Hoàng giết, trong đó có cả con và cháu của chính Thượng Hoàng. Vào cuối thế kỷ 14, nhân dân ở trong tình trạng loạn lạc, triều Trần đã bị lung lay tận gốc. Nhân hoàn cảnh đó, Hồ Quý Ly, một quý tộc có vây cánh và thanh thế trong triều, đã lấn át dần quyền lực nhà Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ triều Trần, lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Ngô, dời kinh đô từ Thăng Long vào Thanh Hóa. Khi lên ngôi được một năm,
ông nhường ngôi cho một trong hai người con lên làm thái tử. Ông ra câu đối cho người con trưởng là Hồ Nguyên Trừng như sau: hòn đá là bằng nắm tay này, có lúc làm mây, làm mưa để nhuần thấm sinh dân. Hồ Nguyên Trừng khiêm tốn trả lời: cây thông nhỏ mới ba tấc kia, ngày sau làm gường, làm cột để chống đần xả tắc. Biết con trưởng là Hồ Nguyên Trừng tỏ ý không màng ngôi cao, chỉ mong được phụng sự, nên Hồ Quý Ly quyết định truyền ngôi cho Hán Thương, là người con thứ lên ngôi. Bản thân ông thì lên làm thượng hoàng, nhưng vẫn nắm đại quyền nhà Hồ. Những cải cách của Hồ Quý Ly gần như toàn diện và có hệ thống, có thể được đời sau diễn giải và hiểu theo nhiều nghĩa, bao gồm nhiều lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, đến kinh tế, xã hội, văn hóa và cả giáo dục. Những cải cách của ông có nhiều điểm tích cực, tiến bộ, mang tính dân tộc, với mong muốn xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh. Tư tưởng đổi mới của ông cũng rất đáng trân trọng. Đến ngày nay, Việt Nam chúng ta chẳng còn người nào có tầm nhìn được như ông. Song, những cải cách của ông đã không thành. Tuy vậy, Hồ Quý Ly xứng đáng có một vị trí đặc biệt trong lịch sử của nhân dân Việt Nam. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng. Hồ Quý Ly mở đầu cuộc cải tổ của mình về kinh tế. Với việc phát hành tiền giấy, ông bỏ hẳn việc dùng tiền đồng đang lưu hành trong xã hội. Tiền giấy có nhiều loại, hình vẽ khác nhau. Loại 10 đồng, vẽ hình rau quả, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan, được vẽ hình rồng. Những cải cách táo bạo, không những hủy bỏ đồng tiền cũ, mà còn xóa đi một quan niệm cũ về tiền tệ. Sử dụng tiền giấy là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nước ta thời đó. Đây là lần đầu trong chính sử Việt Nam, tiền giấy được lưu thông. Ông cho rằng, sẽ giải quyết được nạn khan hiếm về tiền tệ, và đồng thời thu hút được các tài nguyên về triều đình. Một quan tiền đồng, đổi một quan hai tiền giấy. Trớ trêu, cũng có thể người dân sợ chất lượng tiền bị mai mọt, và thay đổi cả tập quán tiêu tiền bằng đồng của người dân. Một giải pháp cải cách rất thông minh của ông, được cho là đi đầu thời đại. Nhưng khổ nổi, lại không hợp lòng dân. Hồ Quý Ly còn đặt ra phép hạn điền, nghĩa là hạn chế việc sở hữu ruộng tư. Theo phép hạn điền, trừ đại vương và trưởng công chúa, còn tất cả mọi người, từ quý tộc cho đến thứ dân, đều bị hạn chế số ruộng tư, tối đa, mỗi người chỉ được 10 mẫu, diện tích thừa phải xung công. Nghĩa là khôi phục chế độ sở hữu quốc gia giống như ngày nay. Luật còn cho phép lấy ruộng tư để chuộc tội nếu phạm pháp. Đó là những cải cách tiến bộ đánh mạnh vào thế lực của tầng lớp quý tộc và địa chủ tư hữu, tăng nguồn thu nhập sưu thuế cho nước nhà. Một chính sách cải cách kinh tế quan trọng của nhà Hồ là mức thuế đối với người dân nghèo làm ruộng, thuế bằng khoảng 1/3 sản lượng. Đó là mức thuế nhẹ mà nông dân, các làng xã có thể chịu được. Hồ Quý Ly cho ban hành chính sách hạn chế số nô tỳ được nuôi của các vương hầu, quý tộc và kể cả quan lại. Số thừa ra sẽ bị xung công, nhưng sẽ bồi thường lại cho người chủ. Số tiền 5 quan trên một người. Về chính trị, Hồ Quý Ly cho cải cách lại hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ, thay bằng những người không phải họ Trần, nhưng có tài năng và thân cận với mình. Hồ Quý Ly còn đặt quy chế về hệ thống quan lại địa phương, quy định cụ thể, rõ ràng, thống nhất việc quản lý từ trên xuống. Các chức ăn phủ sứ phải quản toàn bộ các lộ, phủ, châu. Ngoài ra quản chung toàn bộ các việc về hộ tịch, thuế khóa và kiện tụng, trực tiếp chịu trách nhiệm trước trung ương. Như thế, có nghĩa là thắt chặt hơn về mặt chính trị và nâng cao quyền lực của nhà nước trung ương. Ông thường xuyên cho người ở triều đình về các đơn vị cai quản tại vùng nông thôn để thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại, để thăng hay giáng cấp nếu có quan nào sai phạm. Về xã hội, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa lúa phải bán cho dân nghèo. Ngoài ra, ông còn cho người lập kho bán lúa lẻ cho người nghèo. Ông ban hành cân, đo, đong, đếm bằng các đơn vị chính xác để xác định việc đo lường, cũng góp phần làm tăng thêm giá trị văn minh của đời sống xã hội. Hồ Quý Ly còn tạo ra nhiều nơi chữa bệnh cho người dân, như bệnh viện công, chữa bệnh bằng châm cứu và cả thuốc nam. Về văn hóa, giáo dục, Hồ Quý Ly đã chấn chỉnh lại Phật giáo và Nho giáo. Ông đã hạn chế Phật giáo, Đạo giáo, đề cao Nho giáo. Hồ Quý Ly đã cho sa thải các tăng đạo dưới 50 tuổi, bắt phải hoàn tục, tổ chức sát hạch kinh giáo. Hồ Quý Ly phản đối lối học sáo rỗng, nhắm mắt học vẹt lời nói của cổ nhân để xét việc trước mắt. Hồ Quý Ly là vị vua Việt Nam đầu tiên quyết định dùng chữ Nôm để chấn hưng nền văn hóa dân tộc, cho dịch các kinh thư và sách vở. Cũng chính tay ông đã dịch Thiên Vô Giật trong kinh thư ra chữ Nôm để dạy vua và hoàng tử, hậu phi, con cái nhà quan và cả cung nữ trong triều. Ông giải thích kinh thi bằng chữ Nôm và làm thơ cũng bằng chữ Nôm.
Hồ Quý Ly rất quan tâm đến việc cải cách, nâng cao tính hiệu quả và thực tiễn của giáo dục. Ông cho mở trường ở vùng đất Bắc Bộ, Kinh Bắc, Hải Đông, Phú Sơn Nam. Trong thi cử học hành, luôn có quan giáo thụ trông coi, đôn đốc việc học. Hồ Quý Ly còn cho đặt thêm kỳ thi viết và thi toán cho những ai có tài. Ông còn cho lập một thư viện trên núi Lạng Kha và dùng Trần Tôn làm viện trưởng để dạy các học trò. Ông mở ngay khoa thi hội lấy đỗ 20 người, trong đó có cả Nguyễn Trãi. Về quân sự, trước sự lăm le xâm lược của nhà Minh, Hồ Quý Ly cho đóng thuyền chiến, tìm cách chấn chỉnh và tăng cường quân đội, loại bớt người yếu, bổ sung những người khỏe mạnh, kể cả các sư tăng. Hồ Quý Ly lập ra hộ tịch, cứ 2 tuổi trở lên phải kê khai, ai ẩn náu sẽ bị phạt. Số người từ 15 tuổi đến 60 hơn gấp mấy lần trước, quân số nằm trong độ tuổi quân đội do vậy tăng thêm nhiều. Hồ Quý Ly đặc biệt chú trọng luyện tập thủy binh để canh giữ mặt sông và mặt biển. Ông cho đóng những con thuyền lớn, bình trên lát ván để đi lại dễ dàng, dưới hầm thì cho người chèo chống rất lợi hại. Còn các cửa biển và những nơi hiểm yếu trên các sông lớn, ông cho đóng cọc, hình thành những trận địa mai phục quy mô. Hồ Quý Ly phân chia Nam Bắc gồm 12 vệ, Đông Tây phân ra 8 vệ. Mỗi vệ có 18 đội, mỗi đội có 18 người. Đại quân có 30 đội, trung quân 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn có 10 đội, tất cả do một đại tướng thống lĩnh. Lúc bấy giờ, nhà Minh ở Trung Quốc bắt đầu ổn định về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội, nên vua Minh Thành Tổ bắt đầu có ý định đem quân sang xâm lược. Từ năm 1404, quân nhà Minh bắt đầu xâm lấn vào các vùng biên giới phía Bắc. Trước tình hình trên, nhà Hồ Quý Ly lập tức họp bàn kế sách khẩn cấp. Trong cuộc họp, có người khuyên nên đánh để trừ mối lo về sau, có người lại cho rằng nên tạm hòa, chịu theo ý chúng để khoản binh thì hơn. Lúc này khi được hỏi ý kiến, Hồ Nguyên Trừng đứng dậy, tay nắm chặt quả quyết. Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Hồ Nguyên Trừng nói như vậy là vì trước đấy, những cải cách táo bạo đi trước thời đại của Hồ Quý Ly, cùng với việc chiếm ngôi nhà Trần, đã gây nên nhiều phản ứng quyết liệt trong giới sĩ phu đương thời và không thu phục được lòng người. Sau những năm tháng ngoại giao mềm mỏng, chịu lép vế trước nhà Minh nhưng vẫn không có kết quả, cha con Hồ Quý Ly đã sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Minh. Lấy cớ phụ Trần, diệt Hồ, nên dân ta một lòng tuân theo nhà Minh. Nhà Minh cho tướng Trương Phụ và Mộc Thạch đem 20 vạn bộ binh, kỵ binh và hàng chục vạn phu dịch sang xâm lược nước ta. Nhà Hồ đã chiến đấu quyết liệt, nhưng do quân nhà Hồ trăm vạn nhưng không một lòng. Trước các mũi tiến quân của địch, đội quân nhà Hồ có chặn đánh quyết liệt nhưng cũng phải rút về giữa vòng tuyến Nam sông Hồng. Quân Minh thừa cơ hội đã tập trung binh lực vượt sông Hồng, đánh chiếm Đa Bang, thành Đa Bang thất thủ, tuyến phòng ngự của quân nhà Hồ cũng tan vỡ nhanh chóng. Từ Đa Bang, quân địch tràn xuống chiếm kinh thành Thăng Long, quân nhà Hồ một lần nữa rút lui xuống miền hạ lưu sông Hồng. Nhà Hồ tiếp tục chạy ra biển, rồi lại vào Thanh Hóa, đến Mã Giang, quân Minh đuổi kịp, quân Hồ lại một phen tan tác. Nhà Hồ bỏ chạy, quân Minh tiếp tục đuổi theo. Nhà Hồ thời gian này không còn chỗ lưu thân, nhưng người dân lại không bao bọc và che chở. Tháng 6 năm 1407, cha con Hồ Quý Ly đều bị bắt. Cuộc kháng chiến chống quân nhà Minh xâm lược của vua Tô nhà Hồ bị thất bại. Mặc dù có quân đội mạnh, thành cao, hào sâu, nhưng cuộc kháng chiến chống nhà Minh của Hồ Quý Ly chỉ kéo dài được hơn 6 tháng. Nhà Hồ làm vua từ năm 1400 đến năm 1407, vương triều nhà Hồ bị sụp đổ sau 7 năm tồn tại. Tất cả dòng dõi nhà Hồ bị giải về Trung Hoa. Vua nhà Minh hỏi Hồ Quý Ly rằng, giết vua, cướp nước, như thế có phải là đạo người bậy tôi không? Hồ Quý Ly không trả lời được, vua Minh cho xử trảm Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương cũng không ngoại lệ. Riêng Hồ Nguyên Trừng, con trai trưởng Hồ Quý Ly, là cha đẻ của Súng Đại Bác Thần Công. Khi mà thế giới còn đang thai nghén về Súng Đại Bác, thì ông đã có những sáng chế đi vượt thời đại. Ông còn được coi là cha đẻ của thuyền cổ lâu. Ngoài ra, ông còn là một nhà kỳ tài, là bậc thầy về xây dựng và sự mưu trí trong quân sự. Tài cán của ông có thừa, được nhà Minh tha cho, nhưng bắt ông đổi họ là Lê Trừng. Quân nhà Minh đã học lấy cách chế tạo súng của ông để đánh lại người Việt. Cụ thể, chúng áp dụng chống lại cuộc kháng chiến 10 năm ròng rã của quân dân ta từ thời ấy và đến cả thời gian sau này. Quay lại nước ta, sau khi nhà Hồ kháng chiến thất bại, đất nước ta tiếp tục rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Nhà Minh coi nhân dân ta như cỏ ghét và làm nhiều điều bạo ngược. Nhân dân căm giận giặc Minh đến tận xương tủy, nhưng không làm gì được. Vì vậy đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân. Thiên tài Nguyễn Trãi cũng nhận xét quân của nhà Hồ trăm vạn lòng. Ở Thanh Hóa ngày nay,
Dù di tích không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn mang ý nghĩa lịch sử to lớn, có giá trị nghệ thuật cao và cũng là tuyệt tác tuyệt vời. Hồ Quý Ly chỉ có trong 7 năm trị vì ngắn ngủi, tuy nhà Hồ đã có những cải cách vượt bậc, cũng chăm lo đời sống nhân dân và gồng mình chống giặc ngoại xâm. Nhưng nhà Hồ vẫn suy vong cốt là ở chỗ không thuận lòng dân. Hồ Quý Ly là một con người hành động, có tầm nhìn, năng lực và sự quyết đoán, đề ra những biện pháp cải cách. Tuy đã lật đổ triều Trần, nhưng ông lại muốn giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội. Ông luôn tìm ra lối thoát, xây dựng một nhà nước chuyên chế tập quyền, vững mạnh có xu hướng pháp gia.